Xin chào các anh chị. Hôm nay chúng tôi tiếp tục hướng dẫn các anh chị cách sử dụng hệ thống của phân hệ quản lý thông tin khách hàng, quản lý marketing. Thì đối với phân hệ này, chúng ta sẽ quản lý các thông tin như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ tạo mới thông tin của khách hàng tìm hiểu của mình. Thứ hai là mình sẽ tạo mới thông tin giao dịch chăm sóc khách hàng. Khi mà một khách hàng đến, chúng ta sẽ ghi nhận những giao dịch gì và các action ra sao, thì mình sẽ tạo mới thông tin giao dịch của khách hàng. Thứ hai là sau khi giao dịch các thông tin từ các khách hàng rồi, thì các bạn tư vấn cảm thấy những thông tin này đã tiềm năng, thì mình có chuyển những khách hàng này sang trạng thái khách hàng tiềm năng để mình follow up, tiếp tục mời các khách hàng này đăng ký test đầu vào hay có thể là đóng tiền luôn cho các học viên này. Và phần cuối cùng là trong quá trình tư vấn, nếu như một bạn tư vấn viên off tại công ty của mình, thì hệ thống sẽ có chức năng là chuyển thông tin của anh khách hàng này sang một anh tư vấn viên khác quản lý để mình khỏi bị mất các cái thông tin của khách hàng, thì mình sẽ có chức năng là chuyển đổi tư vấn phụ trách. Thì đó là những cái chức năng chính trong cái phân hệ marketing của mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi lên hệ thống để thực hiện khóa nó trên phần mềm các anh chị ha. Rồi chúng ta sẽ đăng nhập vào hệ thống. Rồi chúng ta sẽ vào marketing và danh sách tìm hiểu. Rồi thì ở đây là màn hình danh sách để mình quản lý tất cả các thông tin khách hàng của mình. Thì mình sẽ tiến hành thêm mới ở đây. Thì ở màn hình này, các anh chị sẽ tiến hành tạo mới các thông tin khách hàng của mình. Ví dụ như rồi giới tính của anh này là gì? Nam, rồi ngày tháng năm sinh ha. Rồi số điện thoại di động của anh này là gì? Có địa chỉ email hay không, hay là địa chỉ nhà? Rồi chương trình học quan tâm của anh này là chương trình học gì, ví dụ như là Super Kick hay là Super Team. Thì đây là những cái chương trình mình đã tạo mới trong cái danh mục của mình rồi ha các anh chị ha. Rồi nguồn học viên biết đến trung tâm, tức là anh học viên này biết đến trung tâm của mình qua những cái kênh nào, qua Facebook hay là qua banner hay là qua những cái chương trình mà mình phát tờ rơi, thì mình sẽ định nghĩa ra những cái trên phần mềm này để mình sẽ có những cái báo cáo thống kê cho các cái nguồn này ha. Rồi tư vấn phụ trách là hệ thống đang mặc định hiểu là người đang tạo mới thông tin bằng khách hàng này. Rồi nghề nghiệp là mình sẽ chọn là nghề nghiệp gì, thì ở đây mình cũng có thể tạo mới trong cái phần danh mục của mình ha. Rồi độ tuổi của khách hàng tương tự như vậy. Rồi sau khi đầy đủ các thông tin của khách hàng rồi, thì mình sẽ tiến hành lưu thông tin của khách hàng. Thì đó là bước các chị tạo mới thông tin của một khách hàng của mình ha. Thì sau khi tạo xong thì các chị có thể thấy nó sẽ sinh ra một dòng dữ liệu. Thì trạng thái đầu tiên của anh này là trạng thái chưa tiếp xúc, tức là các bạn tư vấn viên chỉ tạo mới thông tin của anh khách hàng này và chưa có giao dịch nào ở trên này, thì trạng thái của nó là chưa tiếp xúc. Thì ở đây sẽ có ngày tạo của anh khách hàng nè, tên, giới tính, di động, địa chỉ email và các thông tin mình đã khởi tạo ban đầu của anh học viên này ha. Rồi tương tự như vậy, các anh chị sẽ tạo mới ra các thông tin của những khách hàng khác của mình. Thì tiếp theo là làm sao để mình ghi nhận được thông tin giao dịch của một anh khách hàng. Thì ở đây khi mà các chị muốn ghi nhận giao dịch của một anh khách hàng thì các chị sẽ vào cái thông tin chính của anh khách hàng này. Rồi thì ở trên này nó sẽ thể hiện hết nội dung thông tin của một anh khách hàng, tên, số điện thoại, v.v. ha. Và nội dung ở dưới này là để mình ghi nhận tất cả các cái giao dịch của anh học viên này đối với trung tâm. Thì mình sẽ chọn các hình thức giao dịch ở trên này. Rồi mình sẽ nhập các cái thông tin ở dưới này ha. Nội hình thức giao dịch của mình là gì, mình sẽ gọi điện cho anh khách hàng này nè. Rồi nội giao dịch là gì, mình sẽ tư vấn thông tin cho anh khách hàng này, và lý do của anh này là học để làm gì, để đi du học hoặc là để đi làm ha. Rồi các kết quả giao dịch là có tiềm năng hay không. Thì tiếp theo là cái chương trình học anh ấy quan tâm là chương trình gì, ví dụ như là Super Kids ha. Rồi thì cái nội dung giao dịch này thì các chị sẽ nhập cái nội dung giao dịch ngày hôm đó các chị gọi điện cho anh khách hàng đó là gì. Rồi sẽ là gọi điện rồi sau đó mình sẽ lưu vào đóng. Thì đó là các bước các anh chị ghi nhận thông tin giao dịch của một anh khách hàng. Thì sau khi tạo mới thông tin của một khách hàng xong, thì các chị sẽ thấy các trạng thái của anh này sẽ chuyển động chuyển sang trạng thái tìm hiểu, và cái số lần tiếp xúc này là số lần tiếp xúc là 1. Thì tức là đã có một lần các bạn tư vấn viên đã liên hệ với anh khách hàng này. Thì muốn xem lại nội dung giao dịch là gì thì mình có thể vào lại chi tiết của anh học viên này mình xem.
Rồi, ở đây các chị sẽ thấy này, hệ thống sẽ ghi nhận lại các giao dịch, ngày giao dịch là gì, giờ giao dịch là như thế nào và loại giao dịch ra sao, thì nó sẽ ghi nhận lại hết các cái thông tin mà trước đây các bạn tiếp viên đã chăm sóc. Thì ở các quản lý sẽ nhìn vào đây rất là rõ và chi tiết thông tin của từng một anh khách hàng ha. Rồi, thì tương tự như vậy các chị sẽ tạo mới các thông tin của khách hàng cũng như là ghi nhận các giao dịch của các khách hàng vào đây, thì ở các quản lý sẽ nhìn được cũng như là quan sát được các cái thông tin mà các bạn đã giao dịch. Rồi, bước tiếp theo là sau khi mà mình các bạn tư vấn viên đánh giá được là anh học viên này, anh khách hàng này tiềm năng và có thể mời đến trung tâm và đăng ký các cái chương trình học hay là làm các bài test của trung tâm, thì mình sẽ có chức năng là chuyển anh khách hàng này sang trạng thái tiềm năng. Rồi, mình sẽ có chức năng chuyển sang tiềm năng ha. Rồi, thì sau khi chuyển sang trạng thái tiềm năng xong thì mình sẽ thấy trong danh sách khách hàng tiềm năng này sẽ có anh học viên này Thái Hồng Tính ha. Thì mình đã thực hiện xong cái chức năng là quản lý thông tin của một khách hàng và tư vấn các cái giao dịch, chăm sóc các cái chương trình học của chúng ta mình và chuyển cái này sang trạng thái tiềm năng. Thì bước tiếp theo là mình sẽ quản lý thông tin của anh khách hàng này trong một cái danh sách là quản lý của học viên. Thì đây là sẽ các anh chị sẽ tham khảo thêm cái video tiếp theo của chúng tôi, đó là video quản lý chăm sóc khách hàng tiềm năng và học viên của mình ha. Rồi, cảm ơn các anh chị đã tham gia trong cái video và tìm hiểu của hệ thống của chúng tôi. Thì chúc anh chị tìm hiểu và thao tác thành công trên các phần mềm marketing này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị.